Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Bộ trưởng Y tế làm trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của cán bộ trung ương. Long An khởi công dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây. Một quận và 13 phường ở Hà Nội tiếp tục thuộc vùng cam. Đồng Nai cháy lớn ở một công ty gỗ. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Y tế làm trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của cán bộ trung ương. Ông Nguyễn Thanh Long được Bộ Chính trị giao kiêm nhiệm trưởng ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của cán bộ trung ương thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Lễ công bố được quyết định được ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương tổ chức sáng ngày 11 tháng 12. Trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai kỳ vọng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long sẽ tiếp tục phát huy những thành tích của những thế hệ ban lãnh đạo trước đây trong hoạt động bảo vệ chăm sóc sức khỏe của cán bộ trung ương, đồng thời đưa các ngành y tế nhà nước ngày càng phát triển theo hướng hiện đại và chất lượng. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long hứa sẽ nỗ lực phát huy năng lực của bản thân, kế thừa truyền thống của ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, đồng thời trao quyết định nghỉ hưu với Bộ trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Theo lãnh đạo ban tổ chức trung ương, thời gian làm của trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe của cán bộ trung ương tuy không lâu, nhưng bà Tiến đã nỗ lực hết mình, tận tâm trong hoạt động chăm lo cho sức khỏe đội ngũ cán bộ cao cấp của trung ương. Ông Nguyễn Thanh Long, 55 tuổi, quê ở Nam Định, là tiến sĩ y học trải qua nhiều cương vị tại Bộ Y tế. Trước khi làm cục trưởng cục phòng chống HIV/AIDS, ông từng đảm nhiệm thứ trưởng y tế từ tháng 12 năm 2011. Tháng 10 năm 2018, ông được điều động làm phó ban tuyên giáo trung ương và được bổ nhiệm làm trở lại thứ trưởng y tế từ tháng 1 năm 2020. Tháng 11 năm 2020, Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Thanh Long làm bộ trưởng y tế sau hơn 4 tháng giữ chức bộ trưởng bí thư ban cán sự đảng Bộ Y tế. Giữa tháng 11 vừa qua, Bộ Chính trị quyết định cảnh cáo đồng thời miễn nhiệm chức vụ trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Long An khởi công dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây. Dự án cầu và đường bắc qua sông Vàm Cỏ Tây dài 5 km, rộng 18m, 4 làn xe, tổng kinh phí 560 tỷ đồng sẽ được hoàn thành giữa năm 2023. Sáng ngày 11 tháng 8, tỉnh Long An khởi công dự án bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, công trình nằm trên địa bàn thành phố Tân An, điểm giao đầu tỉnh lộ 827B, xã Bình Tâm, điểm cuối tại nút giao giữa ngã 5 Tân Trụ trước vòng xoay của Nghĩa trang Liệt sĩ, xã Nhân Thạch Trung, trong tổng chiều dài hơn 5 km, phần cầu dài 430 m và đường dẫn gần 2 km, có kinh phí hơn 490 tỷ đồng. Dự án thành phần còn lại nâng cấp đường kết nối với cầu tỉnh lộ 833, đoạn từ ngã 3 xã Nhân Trạch Trung đến quốc lộ 1, trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng cho dự án, phần còn lại từ ngân sách địa phương. Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An Nguyễn Hoài Trung cho biết, dự án khi hoàn thành giảm bớt áp lực trong giao thông trên tuyến quốc lộ 1, các tuyến tránh gần đó cũng là đường Hùng Vương, giảm thiểu tai nạn giao thông. Vàm Cỏ Tây là một trong những nhánh sông của Tiền Giang, chảy qua Long An rồi hợp với sông Vàm Cỏ Đông tại xã Nhật Ninh, huyện Tân Trụ, tạo thành sông Vàm Cỏ, và sông Vàm Cỏ Tây được xem là ranh giới giữa phía đông bắc, đồng bằng sông Cửu Long. Một quận và 13 phường ở Hà Nội thuộc vùng cam. Số phường ở cấp độ 3 nguy cơ cao màu cam tăng thêm 10 chỉ sau một tuần và lần đầu tiên kể từ đánh giá cấp độ dịch, Hà Nội có quận ở cấp độ 3. Theo công bố đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, chiều ngày 11 tháng 12, toàn thành phố vẫn ở cấp độ dịch 2 nguy cơ trung bình là màu vàng, 21 quận huyện ở cùng cấp độ 2, 8 quận huyện thị xã thuộc cấp độ 1 nguy cơ thấp là màu xanh gồm quận Long Biên, các quận huyện Ba Vì, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phúc Thọ, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây. Trong số 8 đơn vị đạt cấp độ 1, có đến 7 huyện thị vẫn duy trì cấp độ như trong lần đánh giá trước. Riêng Long Biên từ cấp độ 2 tuần trước chuyển sang cấp độ 1 với trên 1.300 ca mắc mới trong 2 tuần qua và tỷ lệ số ca mắc trong cộng đồng trên 100.000 dân là 177 quận huyện. Quận Đống Đa được đánh giá ở cấp độ 3, quận này cũng chiếm 7 trên tổng số 13 phường xã ở cấp độ 3. Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng, Thổ Quan ở Hà Nội. 6 phường xã thuộc cấp 3 khác gồm phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, phường Đội Cấn, Ba Đình, phường Quảng An, Tây Hồ, các xã Yên Viên, Yên Thường, Gia Lâm và xã Vân Nội, Đồng Anh. Hà Nội có 439 xã phường thị trấn cấp độ 1, giảm 84 đơn vị so với tuần trước, 127 xã phường cấp độ 2, tăng 74 đơn vị so với tuần trước, 13 phường cấp độ 3 tăng 10 đơn vị so với tuần trước và không có địa bàn nào cấp độ 4. Việc lần đầu tiên từ khi đánh giá cấp độ dịch, Hà Nội có quận ở cấp độ 3 và phường xã ở cấp độ 3 tăng hơn 4 lần so với tuần trước đó, phản ánh thực tế trước diễn biến dịch của thành phố những ngày gần đây. Khi số ca mắc mới trong 2 tuần qua lên đến 7.400 người, 2 tuần trước đó số ca khoảng 4.000 ca, tuần qua
Nhiều ngày liên tiếp, thành phố ghi nhận số ca mắc mới từ 600 đến 700 ca trên một ngày. Hôm qua ngày 10 tháng 12, Hà Nội đã lập kỷ lục mới với 863 ca trên một ngày, nhiều nhất từ trước đến nay. Cộng dồn từ số ca mắc Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 16.822 ca, trong đó số ca trong cộng đồng là 6.341 ca. Đánh giá cấp độ dịch dựa trên 3 tiêu chí: số ca nhiễm mới trên 100.000 dân trên một tuần, tỷ lệ tiêm vaccine, năng lực thu dung, điều trị. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên ở Hà Nội được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 là 94%, đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 82%, đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%. Hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội và dịch vụ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội trở lại bình thường sau khi bỏ giãn cách, thực hiện thích ứng an toàn, trừ một số trường hợp dịch vụ như karaoke, quán bar là vẫn đóng cửa. Đồng Nai cháy lớn tại công ty gỗ, lửa phát ra từ xưởng thành phẩm rồi bùng lên tòa nhà, toàn công ty gỗ rộng hàng nghìn mét vuông. Trước ngày 11 tháng 12, khoảng 11 giờ, công nhân của công ty sản xuất gỗ Thúy Hồng Phát, xã Hồ Nai 3, huyện Trảng Bom đang làm việc, phát hiện lửa từ khu nhà xưởng thành phẩm. Mọi người đang dùng bình chữa cháy mini và dụng cụ tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Bên trong kho chứa nguyên liệu là gỗ mùn cưa dễ cháy nên bốc cháy lát, lửa bùng lên dữ dội lan khắp công ty, cột khói bốc cao hàng trăm mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Để tránh thiệt hại về người, người dân cùng giúp đỡ công ty di dời gỗ ra ngoài, nhưng một số công ty bao bì bên cạnh cũng huy động công nhân đưa đồ đạc ra xa tránh cháy lan. Cảnh sát chữa cháy huy động gần 10 xe chuyên dụng với hàng trăm chiến sĩ đến dập lửa. Sau 3 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, vụ cháy không gây thương vong, song hàng nghìn mét vuông nhà xưởng, nhiều tài sản máy móc của công ty bị thiêu rụi. Nguyên nhân làm thiệt hại đang được điều tra và thống kê.